không đoạn thì không đoạn. Thank you.
cay quá cay. Mình ăn cay ít lắm ạ. 10 giờ đêm quốc bóng này nha các bạn. Ngon ngon. Ngon bà tính. Ngon quá ngon. Tới luôn các bạn. Nó chảy muối nước rồi. Có tôm khô ăn ngọt ghê luôn á. Giờ mấy giờ? 10 giờ hả? 10 giờ. 10 giờ đêm chiến món này. Nghe bỏ chén ha. Đúng không? Ngon. Rồi ăn hết chén luôn. Dứt miếng tôm khô vô. Tôm khô rồi vô quay quay tôm khô nằm dưới đất nè. Để không vô quay nước đau. Hơi lỏng á. Không chấm không? Mấy tôm khô à? Mấy tôm khô nè. Tôm khô đồ vô quá. Cái này. Cái này. Sao vậy? Không mời các bạn gì hết trơn. Quá cay. Quốc với ớt quá té lửa rồi. Cảm nhận sao bạn Trọng? Cay quá, ngon quá. Ngon quá. Cảm nhận luôn. Làm mắm rút chỗ Thái này. Ăn ghê chứ. Quá, quá phê luôn. Mình làm là phải phê thôi.